cảm ơn nhiều nha anh Cuộc. Cảm ơn các bạn đã đến nhiều nha. Với cơm đó đây đi đón nha. Và chờ các bạn sẽ quay trở lại với tại trường đó nha. Một đỏ kém trộn quá trời. Giống cậu ba cải di không? Giống cậu ba cải di không kìa. Nói với ảnh là ban ngày có luôn.
anh lại là tội nghiệp em, hai chị em của em anh ơi, năn nỉ anh luôn, năn nỉ anh luôn nè hai. Thôi được rồi, để tối nó nói ổng được rồi. Để tối là điện nói ổng à, mày lên clip nói ổng luôn nè. Thôi mày, làm gì làm có nghĩa tình chứ thiếu mày. Đi gọi đi, ăn thêm chút hơi ấy. Thế sao mấy cái trái này em nấu không có được. Trời ơi, chết rồi hai ơi, chết nào bị gì hết trơn. Mấy trái cho nhiều quá. Em mời đó, có anh Thuận đó, ấy lộn. Còn đi cây mắt. Có ngày nhớ anh Thuận không à. Chết rồi, có nó anh Thuận không à, sao vậy? Có ngày nhớ anh Thuận không à. Mấy cái này lăn qua lăn lại nó chưa chín thì không lấy thuốc. Nè, thiệt sự luôn á. Nhờ mà lọc bữa nào chắc đó. Đó là những kỳ thi nó lấy một cái nhiều lắm luôn. Thì đi ăn bắp rồi mọi người ơi. Trời ơi á. Cái cho mấy cái đẹp lên nướng đi đó. Cái này cái 4-5 trái mới được 1 ly mọi người. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị gắn để chút xíu nha mấy anh chị ruột. Bây giờ thầy em nói đi học trẻ còn đứng lên nướng bắp nữa chết chết em quá. Thôi em. Là sao học thêm buổi chiều nữa hả? Nóng lắm. Ở đây mấy đĩa này toàn là chồng bỏ không ạ. Đi lại ăn dạ? Đi lại ăn nếu mà kiểu như mà chồng trở về thì thôi, còn chồng không trở về là dẹp quán bà tê thi luôn. Sẽ lộn mày. Anh
xem Tây Thi ở trong video thấy thấy chị Tây Thi thế nào? Tây Thi ở trong với ở ngoài thấy có khác gì nhiều không anh? Không, cũng thấy cũng bình thường mà chưa có nói chuyện. Không biết nói chuyện, không biết bả dễ thương không? Ở trong video thì thấy sao? Thì thấy dễ thương. Hiện thì nó hiện lên. Mua bán thì nó ít có nói với mấy người kia. Mấy chị kia, mấy em kia, tại vì người ta ngoại giao này kia quen rồi với hát lô tô hội chợ mà như gì thi quên này. Các thi thì nói giờ vậy. Tôi có bắt số rồi đó, tôi bắt số. Có số bên đó đó nghe. Vũ Thu Phương cũng vậy, vui vẻ, nhanh lẹ, hoạt bát. Bé hai bé ba cũng vui vẻ, nhanh lẹ, hoạt bát. Có thấy Tây Thi là thấy nó hiền mà ít nói, ai nói gì cười hề vậy thôi. Bây giờ lại xuất hiện thêm Tâm Thi còn hiền hơn Tây Thi. Rồi vậy có gì bán mà bánh lăn ở bên bánh lăn ở bên Tạ Quang Bụ, ở bên bên Phạm Hùng nữa đó. Cái đó là một anh YouTube đặt thôi chứ không phải là. Anh ơi là một cặp à? Này, bà này hay bà này bà không, trời ơi cái bà này bà xấu quá, yêu bà. em thấy gì mà không gì mà râu ria gì không thì xấu quá. Bà xấu quá trời. Đúng không? Em này mấy tuổi rồi anh? Bé này 2 tháng 7 ngày. 2 tháng 7 ngày, em 7 ngày tên gì anh? 67 ngày. Tên gì vậy anh? Bé tên Khương Lan. Cái tên gì? Đi đâu cũng ẩm theo vậy hả anh? Tại bé còn nhỏ nó nằm đi. Nhưng mà chăm nó cực không anh? Không cực, dễ lắm. Về nhà thì để nó ở nhà vậy đó, nhưng mà nó cũng đi theo mình. Nó thích đi theo người lắm, có người, thí dụ không có người thì nó la mà kêu nó lại gần bên mình thì nó không có la. Nhưng mà thích đi theo người vậy, lỡ người lạ vô nhà rồi nó chơi với nó chút xíu rồi nó quen rồi nó đi theo rồi sao? Cái con này kiểu như là khi mà nhỏ vậy, còn lớn mình dạy nó từ từ. Nó khôn. Dạ, thức ăn của nó thì chắc cũng thức ăn hạt không à. Mình cho nó ăn thức ăn hạt, chứ đừng có tập cho nó ăn thức ăn kiểu như là ăn ba cái thịt cá nằm bán dạ. Dơ là một hai nữa là khó chăm lắm. Dạ, anh nghe Tây Thi là từ đâu anh hả? Thì anh coi trên YouTube gì đó. Anh coi trên YouTube và anh tới đây được nhiều lần chưa anh? Không, anh mới đến lần đầu à. Vậy lát ăn xong cảm nhận luôn cho tụi em nha. Thôi vô khách hàng đi anh, để một lát là coi như mất số luôn. Anh có bắt số rồi. Anh bắt số luôn rồi đó hả? Anh có bắt số ngay chỗ đó đó. Ở gần đây không anh? Tôi ẩm em đồ này nọ còn bắt tôi sắp hàng nữa. Đi vô sắp hàng đi khám thai nhỏ coi. Dạ. Cắt gì đâu cắt. Tự nhiên xấu, ta nói xấu mà cắt.